Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel YouTube Mọt Kim. Hi guys, welcome back to Mọt Kim channel. Không ai có thể cưỡng lại cảm giác hả hê quá đáng khi được trải nghiệm những chuyện mà chúng ta không bao giờ có thể làm ngoài đời thực. Thế nhưng, cố nhân nói quả không sai, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trên đời vẫn tồn tại những thể loại kem tởm đến mức khiến mấy đứa hăm hố như ông Mọt Biến Thái và các đồng dâm khác trong gia đình Mọt Kim phải rùng mình chật lưỡi, lắc đầu chào thua. Nói có sách, mách có chứng nên em gái Mọt sẽ không chần chờ nữa mà đem đến cho các bạn top những tựa game biến thái khiến các ông anh Mọt phải nhắm mắt xuôi tay và chấp nhận rằng chúng ta không thuộc về nhau. Wake 4. Nói một cách công bằng thì cũng hơi oan ức một chút nếu để cho một game FPS thuần túy như thế này vào danh mục game tởm. Tuy nhiên sau hồi suy đi tính lại thì cứ khởi động cái danh sách này theo cấp độ từ thấp lên cao để gia đình một game còn chuẩn bị kịp tâm lý à. Dòng Wake này sẽ không mấy xa lạ với những ai thích thể loại bắn súng và chiến tranh vũ trụ. Ở phần 4 này chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ở phần 2, nối gót nhiệm vụ triệt tiêu hoàn toàn hang ổ của bọn Stroke sau khi đầu sỏ Macron của chúng đã bị chiến hạm Rhino Feta triệt hạ. Tưởng chừng như nhiệm vụ hết sức đơn giản, nhưng tất nhiên làm sao mà dễ ăn như vậy chứ. Nếu mà quá dễ dàng thì đâu còn game để mà chúng ta chơi tiếp chứ. Mọt game sẽ không đi quá sâu vào nội dung của game mà chỉ tập trung một lý do tại sao tôi lại thấy nó tởm. Tất cả chỉ gói gọn trong phân cảnh duy nhất mà thôi, đó chính là Medical Facilities. Dành cho những ai chưa chơi qua thì đây là cái phân cảnh sau một loạt những nhiệm vụ đổ mồ hôi sôi nước mắt để đột nhập cài bom vào trụ sở liên lạc chính Tetranos của bọn kẻ địch nhằm gây nhiễu loạn hệ thống của chúng. Nhưng chẳng may thay, trước lúc kịp hoàn thành nhiệm vụ thì chàng lính mới Matthew Khan cùng với đồng đội đã bị bè lũ ngoài hành tinh túm gọn. Và sau đó chúng đã đưa tất cả đến khu vực y tế của mình để biến các tù nhân, tức là chúng ta thành thức ăn dự trữ, hay tệ hơn là thành lính của Stroke. Ở cái đoạn này, anh em sẽ được chiêm ngưỡng những màn tra tấn thị giác lẫn tinh thần ở góc nhìn người thứ nhất. Khi nhân vật Ken lần lượt bị cắt xẻ tứ chi, moi mổ nội tạng để thay thế bằng các cơ quan chức năng điện tử mang công nghệ của lũ Stroke. Điều kinh khủng nhất không phải là chứng kiến bản thân mình bị cắt xẻ không thương tiếc, mà chính là việc nhìn thấy quy trình diễn ra với người nằm ở băng ca phía trước mà chờ đợi điều tương tự xảy ra đến với mình. Đó chính là một cái sự hành hạ tinh thần khủng khiếp, tiếng la hét lạc giọng, tiếng máy móc cắt xẻ xè xè, những bức tường dơ bẩn văng đầy máu, ánh đèn trần thì vàng vọt chớp chớp, viễn cảnh cơ thể người bị moi móc chặt lìa. Một tôi hoàn toàn không thể hiểu được dụng ý của bình sản xuất khi phân cảnh đầy bạo lực ghê rợn này được kéo dài hơn một phút trước khi kết thúc bằng việc đòi giải cứu ập vào. Wake 4 có thể không phải là một game ấn tượng, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ quên được cái công đoạn mổ sẽ cực kỳ chân thật đó. Until Dawn đối với Mọt thì nó thực sự đem tới thứ cảm giác vô cùng lẫn lộn. Một phần trong tôi khi đã chơi game cảm thấy vô cùng mắc cười luôn. Phần còn lại thì cực kỳ khó chịu và liên tục tự vấn bản thân mình. Chắc chắn vì tôi vẫn còn là người tốt đó nha. Tựa game này quá thật có thể so sánh với phim Cabin in the Woods trong thế giới điện ảnh, khi mà mọi chất liệu quen thuộc đến mức nhàm chán như mắc cười của một phim và game kinh dị được tập hợp đầy đủ. Nhưng mà cái hãng Supermassive Game đã biết xào nóng nó hết sức là tài tình luôn. Điều này khiến Until Dawn trở thành trải nghiệm hấp dẫn khác lạ nhất trong dòng game kinh dị năm 2015. Tuy nhiên thật lòng mà nói, đây không phải là cái game kinh dị hợp khẩu vị của nhiều người, vì chắc chắn đánh giá cá nhân mỗi người dành cho nó sẽ rất là nhiều mâu thuẫn. Chúng ta có thể bỏ qua yếu tố máu me, quái vật, giác nhân biến thái kết hợp với đồ họa tả thực, càng khiến cho những cảnh chém giết phành xả được khuếch đại theo hiệu ứng thêm gấp 2 lần. Bởi vì vốn dĩ những con dân của một game trường kỳ kháng chiến đủ thể loại kinh dị biến thái thì nó cũng dạng vừa thôi. Bản thân một cảm thấy chính những tình huống nghiệt ngã thách thức dân tính con người và buộc chúng ta phải lựa chọn mới là khủng hoảng nhất. Còn nhớ ở đầu mỗi màn chơi, chúng ta sẽ được kéo tới trước mặt lão đốc tờ hiu gì đó với những cái câu hỏi về tâm lý, về những cái nỗi sợ mà chắc chắn chúng sẽ xài để đánh lại vào tinh thần chúng ta những cái màn sau. Và đừng quên cơ chế Butterfly Effect, hay còn gọi một cách dân giả là gieo dân nào thì gặt quả đó. Nó khiến luôn một cái đắn đo suy nghĩ trong từng lựa chọn của mình, nhưng xong đến cuối cùng vẫn không thể nào ngờ được cái kết cục gì đang chờ mình đó mà. Nói tóm lại, cái điều làm tôi cảm thấy khó lòng tiếp tục với Until Dawn lẫn bị ám ảnh dài lâu mãi về sau chủ yếu chính do cách game đưa đẩy tâm lý nhân vật của người chơi mà thôi. Kiểu như trong một cái game khác có máu me hơn, chém giết nội tạng văng vít tùm lum, nhưng mà ít ra tôi sẽ không có cảm giác tòng phạm tội lỗi khi biết quyết định của mình một phần nào đó tiếp tay những màn thảm sát đó. Anh em mọt game cứ coi như là thần kinh tôi không được tốt đi ha, nhưng mà đối với tôi, việc lựa chọn người phải chết là bản thân hay người yêu
hay là cái việc tự cắt ngón tay của mình, hay chọn việc tự sát hoặc là giết bạn thân, thì nó kinh khủng hơn nhiều cái chuyện bạn xả băng đạn bắn bung ốc mấy trăm thằng lính. Harvester. Nếu anh em Mọt Game hỏi tôi rằng trong Harvester cái gì gọi là tởm nhất, chân thành mà nói đó là một câu hỏi cực kỳ khó luôn, bởi vì cái gì của cái game này nó cũng tởm ở một cái mức độ thượng thừa. Harvester được phát hành vào năm 1996 và là một game point and click theo phong cách cổ điển nhất. Bạn sẽ vào vai Steve, một cái anh trai đột nhiên tỉnh lại trong cái thị trấn quái đản tên Harvest vào năm 1953 và phát hiện ra mình hoàn toàn đã mất luôn trí nhớ rồi. Steve không hề có bất kỳ ấn tượng nào với những người xung quanh, tự xưng là gia đình của mình, cũng như có mối liên hệ nào với cái thị trấn Harvest này. Nhưng mà nghiệt ngã thay cho bản thân anh lại không thể nhớ được mình là ai, và tất cả các cư dân kỳ quái tại nơi đây đều cho rằng Steve đang giả vờ mất trí nhớ để từ chối cái cuộc hôn nhân sắp tới của mình mà thôi. Nói tới đây thì chắc chắn ai cũng đã đoán được nhiệm vụ của chúng ta trong game sẽ là tìm hiểu chân tướng sự thật chuyện gì đang xảy ra. Cái kiểu mở đầu không mấy xa lạ cho thể loại game kinh dị bí ẩn. Thế mà một khi anh em đích thân mở game lên chơi thì sẽ hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Cái sự ghê tởm đầu tiên đến từ công nghệ đồ họa. Đã đời năm 1996 nên hiển nhiên nó không thể nào so sánh được với công nghệ hiện nay. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái giá trị của nó nha. Bản thân Mọt cảm thấy Harvester trở nên ghê rợn. Một phần chính là bởi vì cái kiểu hình ảnh chất lượng thấp như vậy. Game sử dụng những đoạn phim quay người thật trong cutscene, đồng thời dùng chính những hình tượng diễn viên để thiết kế nhân vật luôn. Cảnh tượng xung quanh sử dụng kiểu đồ họa 2D nhưng mà rất là thực. Còn màu sắc của game thì lại hơi nhòe nhoẹt, rất gợi nhớ đến những cuộn phim trên băng VHS cũ. Thú vị hơn nữa là Harvester lại luôn đầu tư một mảng lồng tiếng cho lời thoại nhân vật, càng khiến cho chúng ta có cảm giác đang xem một bộ phim nào đó hơn là chơi game. Cái sự hoài cổ một cách cố tình này làm cho người chơi hòa mình với không khí của câu chuyện, như thể chúng ta đã bị xuyên không về xã hội Mỹ năm 1950-60, thời kỳ của cái sự mục ruỗng và băng hoại của con người bị che lấp dưới cái vỏ vật chất hào nhoáng. Mà cũng chính bởi vì tôi đã quá ỷ y khi nhìn cái kiểu đồ họa dởm này, đến lúc thực sự bước vào những cảnh máu me đâm chém tôi đã bị sốc. Đúng là như vậy, nó chính là gore đó anh em mà. Cái sự tởm lợm thứ hai đó, đừng bị 1-2 tiếng chơi game đầu tiên đánh lừa. Khi mà anh em đi xung quanh hỏi linh tinh và nghe các tụi dân cư trong cái thị trấn Harvest nói lảm nhảm mà tưởng bở nha. Đến khi đã thực sự vào quần thì khắp nơi sẽ toàn là nội tạng máu me mà thôi. Để diễn tả lại đúng cảm giác gore của Harvester thì cả nhà mình hãy nhớ là những bộ phim Blaster chém giết cũ kỹ. Máu me tràn bờ đê, máu tươi khắp một miền quê. Chính xác là như vậy luôn. Và Mọt nghĩ cái từ tởm là đúng nhất cho cái kiểu máu me be bét này. Bởi vì 100% bạn sẽ không cảm thấy kinh sợ quá nhiều, mà thay vào đó chính là cái sự buồn nôn tởm lợm ở cổ họng mà thôi. Chưa hết, chém giết đơn thuần cũng còn kém lắm. Harvester hân hạnh đem tới cho anh em sự góp mặt của vài khách mời danh dự như một cái cây ăn thịt khổng lồ, mấy con sinh vật ngoài hành tinh, một vài cái thằng giết người biến thái. Coi như là đủ cái món ăn chơi cho thể loại kinh dị cổ điển rồi nha. Mà tôi xin nhắc lại lần nữa, chúng nó dùng hình ảnh diễn viên 100% luôn, nên anh em cứ cấp số nhân cái độ ghê tởm lên nha. Cuối cùng, cái yếu tố quyết định khiến Harvester trở thành một trong những tựa game bị tranh cãi và chỉ trích nhiều nhất chính là bởi cốt truyện bặn sắn có phần bệnh hoạn đến rùng mình luôn. Ở cái thị trấn Harvester ban đầu chỉ hơi kỳ cục mà thôi, nhưng càng đi vô sâu, ta sẽ thấy mỗi con người nơi đây đều cất giữ những bí mật thiệt là ghê gớm. Những đứa trẻ hỗn hào si mê chương trình truyền hình đầy bạo lực, những bà mẹ luôn tỏ vẻ đoan trang chính truyền, nhưng kỳ thực che giấu tâm hồn mục ruỗng và dục vọng đáng kinh tởm. Những ông bố hoặc bất lực, hoặc là rình rập xem trộm phòng con gái mình mỗi ngày, mà đó chỉ mới là trong nội bộ gia đình thôi nha. Ở bên ngoài xã hội, còn có nhiều cái thành phần tâm thần hơn như vậy nữa. Ví dụ như là trường học với những bà cô lâm lâm đập nát sọ học sinh, hay cái giáo hội gì đó mỗi năm đều tổ chức lễ tắm máu, hay là các lão cảnh sát béo ị thản nhiên ăn và ăn, cho dù án mạng có xảy ra ngay trước mắt. Khi mà chơi cái game này, một tôi có cảm giác như là mọi cái chuẩn mực đạo đức sơ đẳng nhất đều đang bị thách thức. Mà kỳ thực là khi bị bao quanh bởi những thứ điên loạn như vậy, dần dà tôi cảm thấy mình cũng bị điên theo luôn. Thử tưởng tượng coi khi đồng chí mở cửa bước vô nhà, đập vô mắt của bạn là cảnh ba đứa con trai đang ăn thịt mẹ mình, trong lúc bà mẹ vẫn thốt lên những lời hoa mỹ như tình mẹ bao la như biển Thái Bình. Cái này là tôi chém gió mà thôi, nhưng mà nghĩa trong game nó cũng tương tự như vậy. Thì anh em có bình thường nổi hay là không? Chơi đến gần cuối, anh em một game sẽ hiểu lý do tại sao cái thị trấn này nó lại điên tới như vậy. Nhưng cho dù biết được chân tướng đi nữa thì kết cục dành cho chúng ta cũng không có khả quan là mấy. Không phải tự nhiên mà Harvester lại đem tới nhiều ý kiến trái chiều đến như vậy. Có người coi nó là game kinh điển cái dòng game kinh dị máu me, là sự sáng tạo và đi trước thời đại,
cùng lúc đó thì tại châu Âu, khi mà cái tựa game này ra mắt, đã bị cắt bớt những cảnh ăn thịt người, mà thậm chí là bị cấm luôn tại Đức. Mà anh em cũng biết là người Đức ra rất là hardcore rồi nha. I have no mouth and I must scream. Càng đào sâu thì mọt tôi mới càng thấy, kỳ thực những cái game cũ kỹ ngày xưa đúng là một cái mỏ vàng nha. Phải đào xới và chịu khó ngồi chơi, chúng ta mới nghiền ngẫm được các cụ làm game ngày xưa đi trước thời đại tới mức độ nào. I have no mouth and I must scream ra đời năm 1995, cái thời mà đa phần gia đình mọt ở đây còn đang tạc lon bắn bi, tắm mưa, đá cầu, và cái máy tính thượng thừa nhất cũng đang chạy Windows 3.11, chứ không có được tới Windows 95. Nói ra thì chắc các bạn trẻ ở đây khó mà tưởng tượng được cái sự vi diệu của máy tính và game thời ấy trong cái con mắt của những đứa trẻ 8X, 9X đời đầu. Vậy mà cái game hại não này đã ra đời trong những ngày tháng hỗn mang đó. Mọt thiết nghĩ, phải chăng thời đó vì cái yếu tố chi phối việc làm game như cái khâu kiểm duyệt quảng cáo, mạng xã hội thông tin chưa hề bùng nổ như ngày hôm nay, nên cái nhà làm game có đầu óc quái đản thực sự không mấy kiên dè lắm. Khi mà tôi chơi I Have No Mouth I Must Scream, trong tâm lý được chuẩn bị sẵn sàng, nhiều đôi khi vẫn buộc miệng thốt lên What the fuck trước những cái thứ mà game nó đem tới. Game này có nội dung về lớp lang kỳ lạ như một cái cuốn tiểu thuyết. Sau này thì tôi biết nó thực sự được chuyển thể từ tiểu thuyết luôn, mà những sản phẩm Cyberpunk sau này cũng phải gọi là sư vụ. Chuyện kể là trong tương lai không xa, ba cái quốc gia lớn gồm có Mỹ, Nga, Trung Quốc đã tự xây nên cả một đế chế siêu máy tính khổng lồ dưới lòng đất, ngấm ngầm từ trăm ngòi chiến tranh với nhau dưới đó, mà người trần mắt thịt phía trên này không hay biết gì hết. Cuộc siêu chiến tranh đó đã kết thúc bằng việc hệ thống máy tính của Mỹ là AM, Allied Master Computer, đã nuốt chọn hai kẻ đối đầu Nga và Trung bằng mình, rồi sau đó đại khai sát giới toàn bộ nhân loại, đơn giản vì nó quá căm ghét con người mà thôi. Thế nhưng AM không giết hết toàn bộ, nó để lại cho 5 người còn sống sót, 4 nam và 1 nữ để tra tấn và hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Cái máy tính quái vật này đem 5 nạn nhân xấu số xuống lòng đất, giam cầm và cho họ mạng sống gần như trường tồn, để có thể mãi mãi thỏa mãn những thú hành hạ bệnh hoạn của nó. Kể đến đây thì anh em mọt game đã đoán được chưa? Nếu ai tưởng bở rằng mình sẽ được vào vai cái máy tính bá đạo đó, thì tôi xin chia buồn với anh em. Chúng ta sẽ phải vào vai 5 nạn nhân vào cách tuần tự. I Have No Mouth and I Must Scream là trường phái tởm hoàn toàn đối lập với Harvester, khi mà nó cho chúng ta cảm giác tuyệt vọng vô cùng sâu sắc, kiểu như anh em có thể đang rất yêu đời và rồi quyết định đào cái củ khỉ này về chơi sau đó và không có sau đó nữa. Sự đáng sợ của I Have No Mouth and I Must Scream đến từ những ám ảnh sâu kín và nỗi sợ tâm lý được bóc trần qua từng màn chơi, tương thích với lần lượt là 5 nhân vật xấu số của chúng ta sẽ phải chọn những sự trừng phạt của AM. Tuy game tính ra rất là ngắn so với các game hiện đại, chỉ tầm 3-4 giờ chơi mà thôi, nhưng lại khiến tôi rất là trằn trọc sau đó. Mỗi nhân vật cụ thể trong game như là Gorister, Benny, Elaine, Nimdok và Ted gần như chính là cái sự ám ảnh được cụ thể hóa lên bên trong từng người chúng ta. AM bằng trí thông minh siêu việt của một cỗ máy tàn ác đã lợi dụng và len lỏi vào trong tâm trí của họ, đào sâu đến gốc rễ trong những kẻ nứt tâm lý và gieo vào đó những mầm móng của sự sợ hãi. Tại sao cái game này lại khiến chúng ta khó chịu lợm giọng như vậy? Đối với Mọt là bởi vì nó quá chân thật. Chúng ta như thể đang nhìn thấy bản thân mình, những người xung quanh chúng ta bên trong chính những cái con người đó, như phần đen tối chúng ta giấu kín đang bị phanh phui như vậy. Có một người muốn tự sát nhưng lại không chết được, một kẻ lừa tình luôn lo sợ bị phát hiện và hạ nhục, một phụ nữ thành đạt và thông minh mang nỗi sợ bởi một kẻ hãm hiếp, một cựu binh phát xít luôn che giấu tội lỗi về gia đình Do Thái của mình, hay một sĩ quan quân đội tự tay tàn sát các đồng đội, bị biến thành vật tế cho cả bộ tộc. Mỗi người đều có một cái bí mật đen tối, một gót chân Achilles mà không ai muốn bị nhìn thấy hay chạm tới. Và trong I Have No Mouth I Must Scream thì nó lại bị chính tinh thần cao cấp của công nghệ mà chúng ta luôn tôn thờ ngày nay phơi bày ra toàn bộ. Mà kỳ thực, chính AM, cỗ máy đáng sợ kia cũng mang trong nó một điểm yếu chí mạng. Nó chỉ là một cỗ máy mà thôi. Dù có thông minh quyền năng đến mức nào, nó cũng không thể vượt qua định hạn của chính mình, định hạn của những phép lập trình mà con người đã ban cho nó. Nó chính là tù nhân trong sự tồn tại của nó luôn, trong cái mục tiêu tạo dựng chiến tranh và nỗi thù ghét cho nhân loại. Tôi quả thực đã không dưới 3-4 lần cảm thấy nổi da gà mỗi khi mà nghe về những bài thuyết giáo hay là triết lý nhân sinh quan của nó. Một phần chính vì ông tác giả của tiểu thuyết gốc là Harlan Ellison đã thân nhìn bước vô lòng tiếng cho cái con AM này, nên các anh em hãy cẩn trọng coi dần bị tẩy não. Cái chủ đề người và máy, công nghệ hay nhân tính luôn là chủ đề liên tục được bàn cãi, nhất là trong thời đại thành tựu công nghệ liên tục phát triển và dần trở thành mục tiêu đuổi bắt trong cuộc sống của con người. Thực ra tôi luôn có một niềm tin mạnh mẽ rằng
Một ngày nào đó máy móc sẽ thực sự lĩnh hội được tri giác. Và sau đó, chắc là cũng không có sau đó nữa đâu. Thế nên tôi cứ mang mãi một nỗi sợ nhất định khi chơi I Have No Mouth and I Must Scream. Nó làm tôi phải nghĩ liệu có khi nào cuộc đời của mình cũng chỉ là trò chơi của cái máy nào đó mà thôi. Tuy được gọi là một game point and click feel mạo hiểm, nhưng vì ra đời khá sớm mà lại còn chuyển thể từ sách, nên chúng ta sẽ không có cảm nhận được những yếu tố phiêu lưu mạo hiểm, mà sẽ thấy giống như là đang xem một bộ phim tương tác vậy. Trong cái game này có đến 4 cái kết cục, nhưng không có cái nào mà tôi cảm thấy viên mãn hết trơn. Chưa kể là đến vụ plot twist rồi nhiều cảm xúc lên vòi xuống chó khi càng về cuối game. Không biết có phải do liệu pháp âm thanh gì không, mà khi chơi tôi cảm thấy dễ bị mụ mị và giống như bị thôi miên vào trong cái thế giới I Have No Mouth and I Must Scream vậy. Thật lòng thì cái cảm giác nó không có được dễ chịu vô lắm đâu. Chơi xong cái game này tôi cảm thấy mình vừa sống qua một cái cuộc đời thật dài và thê lương. Tâm trạng cứ khó mà bay trở lên lại. Thế nên tôi vinh hạnh đưa nó vô cái danh sách những game dù thích nhưng sẽ không bao giờ chơi lại một lần nào nữa. Não, tim và tâm hồn tôi coi vậy mà mong manh lắm các ông mà. Màn hình. Để dễ dàng cho các anh em mọt game mường tượng được kiểu lầy tởm lợm của màn hình, chắc tôi chỉ cần nói rằng nó ra chung từ một lò của game rất là mất dạy, có thể gọi là mất dạy nhất quả đất luôn, là Grand Theft Auto. Vẫn là những chất liệu đầy mùi bạo lực và cấm kỵ, pha lẫn một chút trào phúng mỉa mai, nhưng mà Rockstar Game đã đem tới một màn hình với sắc màu đen tối, khác hẳn cảm giác YOLO từ GTA. Và chính vì thế, màn hình đã vượt hoàn toàn khỏi GTA về độ kinh tởm của nó. Một bị thu hút đầu tiên vào màn hình chính là từ cái trailer của nó. Một cái trailer mang nhiều chất liệu điện ảnh và dễ dàng làm cho người khác tò mò. Còn cả cách dùng camera kiểu found footage đầy kích thích nữa chứ. Gương mặt những đứa phản diện xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ để chọt vào điểm huyệt của mấy tên mọt game thích chơi game biến thái như tôi rồi. Mà cái cốt truyện của game cũng đầy mùi kinh dị chém giết và biến thái. Nếu các bạn coi cái phim kinh điển Saw, chắc sẽ hiểu ý tôi muốn nói là cái gì rồi. Trong cái game này chúng ta sẽ vào vai cái tên tử tù James Earcast tại cái thành phố giả tưởng là Carcer City. Ngay từ đầu game thì hắn đã được cho lên bàn xử tử bằng cách tiêm thuốc độc. Nhưng mà cái chuyện nó đâu có giản đơn thế này. Thực sự thì hắn không hề bị giết, mà còn được một cái ông chùm giấu mặt nào đó tự xưng là The Director bảo kê cho thoát tội. Dĩ nhiên cuộc đời không có gì là miễn phí. Để được sống và được phóng thích, Cast buộc phải chấp nhận thỏa thuận kỳ cục với lão chùm mắt ám kia. Ông trùm này sẽ thả cá xuống một khu vực cấm trong thành phố, vốn là địa bàn của một băng đảng khét tiếng tên là The Hood. Nhiệm vụ của Cast hết sức đơn giản, từ đây anh ta sẽ đại khai sát giới. Cái ông The Director này cho phép Cast thoải mái càn quét lũ The Hood để cho CCTV, cái đài truyền hình của ổng, thực hiện một chương trình truyền hình thực tế với yêu cầu là càng máu me càng tốt. Sau khi tiêu diệt xong băng The Hood, Cast sẽ được tự do. Đây rõ ràng là một cái hiệp ước của quỷ dữ và chắc chắn những kẻ đứng sau lưng nó cũng không có đàng hoàng gì hết trơn á. Thế nhưng một gã tử tù thì còn cái gì để mà mất. Coi như từ đây, chúng ta sẽ bước vào thế giới đầy máu me giết chóc của một tên sát nhân máu lạnh. Rockstar Game quả thật mang trọn vẹn tinh thần bố thích thì bố làm từ GTA qua màn hình. Nên tôi nói trước đây không hề là một game thân thiện cho bà bầu và trẻ em đâu nha. Trong cái game này, các anh em dù muốn hay không vẫn buộc phải lao vào sát hại người khác bằng bất cứ cái giá nào và bằng bất cứ cái gì có thể. Kỳ thực mà nói, mặc tôi chỉ nhận ra được sự ghê tởm của màn hình sau khi chơi xong nó rất là lâu. Căn bản vì trong lúc chơi game, tôi cá rằng anh em mọt game cũng sẽ như tôi mà thôi, hoàn toàn bị cuốn theo những cái màn ám toán hạ thủ kẻ địch và cảm thấy thật sự rất căng thẳng mỗi khi bị săn và giết được một con mồi. Đúng như cái tên của mình, màn hình dần dà làm cho cái đầu óc của tôi mụ mị luôn. Ban đầu thì việc rình mò hay ra tay mục tiêu còn khiến tôi rất là bất an bồn chồn, nhưng mà càng về sau, những thứ đó bị thay thế bằng sự lạnh lùng khó tin luôn. Đó chính là cái giây phút tôi bất giác ấn lạnh nhận ra có cái gì đó sai sai mất tiêu rồi. Chưa kể gameplay của nó lại mang đậm tính chất stealth. Không gian thì nó tối thui, hành động thì lẩn khuất, sẽ đánh thức bản năng thú tính trong mỗi con người chúng ta. Tôi đã đi từ trạng thái e dè ẩn nấp sang một cái trạng thái là chạy đi tìm kẻ địch để tiêu diệt luôn. Rockstar quả thực đã thao túng hoàn toàn tâm lý của người chơi bằng các biện pháp hình ảnh, âm thanh, góc nhìn người thứ ba nhưng lại dùng kiểu camera theo dõi. Âm thanh trong cái game này tuyệt nhiên không phức tạp, mà xoay quanh tiếng nói đầy ám ảnh thao túng của The Director liên tục rót vào tai chúng ta. Và đó còn là những tiếng la hét đầy chân thực của bọn tội phạm bị ta hạ thủ không thương tiếc. Và xuyên suốt tất cả là âm thanh có nhịp tim thình thịch, như tiếng trống dồn thúc chúng ta ra trận, nhào vô cái cuộc chiến. Đó là còn chưa nói tới những cái trò triệt hạ của màn hình vô cùng sáng tạo, mà còn không hề kiêng dè gì hết.
Tôi đã thử rất nhiều những phương pháp có thể tưởng tượng ra để hạ bọn kẻ thù trong game, như là dùng một cái bao ni lông, một sợi dây thép mảnh, cây gậy bóng chày, dao phay, rìu, cưa máy. Chơi Manhunt tức là anh em phải tập làm quen với những màn hình xác kẻ địch với những phương pháp cực kỳ tàn độc của thế giới ngầm. Mấy cái ông nào mà nói trời thiếu cha gì cái game máu me kinh dị hơn những cái game này thì tôi xin thưa, từ những năm 2003, thời Manhunt ra mắt thì cũng có nhiều game tả thực cảnh giết người như vậy đâu, cũng như là cho người chơi vô cái vai sát nhân như vậy. Có thể nói tâm lý tôi rất là yếu nhưng mà tôi rất thích ra bão nha. Chơi tới lúc cast tả một cái thằng nạn nhân chạy đi rồi sau đó lao đến săn đuổi nó như một con báo, tôi cũng bị cuốn theo luôn. Tôi không nghĩ đó là cái dấu hiệu tốt trong cái công dân lương thiện đâu. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi sẽ không đưa Manhunt vào danh sách này. Cái hay nhất của Manhunt là ở chỗ nó sẽ khiến cho anh em suy nghĩ cho việc gieo gió gặt bão. Nội dung của Manhunt đâu đơn giản được tạo ra chỉ để thỏa mãn thú vui chém giết bạo lực và gây sốc. Khi mà càng ở những màn chơi về sau, lúc người chơi cảm thấy cuộc chiến mình đang dính vào mỗi lúc một đáng kinh tởm hơn, thì lúc này Cass cũng đang mất đi quyền lựa chọn để làm người. Gã dần nhận ra tên The Director đơn thuần chỉ coi hắn như một món đồ chơi, một cái phép thử nghiệm, và việc lần lượt ném hắn đến những địa ngục tội ác khác nhau, đòi hỏi hắn giết chóc nhiều hơn, là một phần trong kế hoạch của hắn, chính là tước đi nhân tính của Cass. Những việc kẻ thù mỗi lúc một khủng khiếp và bất nhân, như là cái bọn dị giáo, bọn ấu dầm, lũ diệt chủng, giết đi cái bọn người này phải chăng chính là cái bằng chứng cho thấy Cass còn khủng khiếp và đáng sợ hơn cả lũ quái vật đội lốt người kia. Nhưng một khi tay đã nhúng chạm thì chỉ có kết cục thê thảm hơn đang chờ đợi mà thôi. Cái kết của game này không hề bặn xoắn hay bất ngờ, nhưng vẫn sẽ khiến cho anh em khi nghĩ lại sẽ cảm thấy rất là rùng mình. Đối với tôi, mỗi khi chơi những cái game loại này sẽ luôn có hai cái dòng cảm xúc. Một được gọi là khoái cảm tội lỗi, càng nhiều chiến đấu tôi càng sảng khoái, càng khiến bọn tội phạm điên khùng đã chết thê thảm thì lại càng hả hê. Còn lại, tôi sẽ tự hỏi về bản chất con người và phép thử của nhân tính. Phải chăng nếu kỳ thực đối mặt với việc chém giết như vậy là một điều bình thường, thì dần dà con người cũng sẽ mất đi cái sự thương cảm đối với đồng loại của mình. Manhunt đã đem tôi đến gần với điều đó nhất, đồng thời cũng chỉ ra những kết thúc tệ hại cho những lựa chọn như vậy. Tôi cảm thấy Rockstar Game cực kỳ quá xuất sắc khi đã có thể chọt ngay những cái chỗ cấm kỵ trong mỗi con người và đưa chúng ta đến với những trải nghiệm không thể tưởng tượng. Nếu ở vị trí của tên tử tù kia, phải chăng chúng ta cũng sẽ giống như gã mà thôi. Cái tởm ở đây chính là như vậy đó, chính là mầm mống của cái ác, là cái ranh giới mỏng manh của đạo đức và khoái cảm thú tính, khi tất cả đều được đặt lên bàn cân để lựa chọn. Cái mà Rockstar muốn chính là người chơi sau khi hoàn tất game này trải qua vô vàn sát sinh và nhìn lại mình, bản thân họ sẽ nhìn thấy gì? Chính là cái sự phô bày ngóc ngách đen tối nhất trong mỗi con người. Tất cả chúng ta sẽ giật mình nhận ra cái phi mảng ác quỷ của mình như là đang soi trong một cái tấm gương vậy đó. Nói như vậy nghe rất là nặng nề và đau đầu quá đúng không? Nhưng nói trắng ra đây là một cái tư liệu về game, Manhunt có tồn tại và tôi xin kể lại câu chuyện về nó. Các bạn không bắt buộc phải chơi, nhưng nếu quyết định chơi, hãy thử chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Điều cần thiết ở đây chính là cả nhà phải phân biệt rạch ròi cái ranh giới giữa game và đời thực. Không thể để những cái logic bạo lực gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống và hành xử của mình được. Nói không đầu, Manhunt tuy được đánh giá cao về mọi mặt, nhưng nó vẫn bị cấm ở khá nhiều nước. Thậm chí còn có thời điểm nó bị kết tội là tác động gây ra một số vụ giết người. Sau này cái quy chụp này đã bị bác bỏ. Thế nên các bạn hãy là cái người chơi game sáng suốt nha, cho dù các bạn có là cái người ham thích những cái game ghê tởm giống như tôi. Nói chơi cùng, Manhunt cơ bản là một cái game rất là xuất sắc. Mọi thứ cấu thành nên nó, từ gameplay đến nội dung, đều xứng đáng với cái từ xuất sắc này hết. Nhiều khi tôi đã nghĩ nếu chuyển thể thành phim thì Manhunt chắc chắn sẽ là một bom tấn ăn khách vô cùng luôn, và cũng như là một phim phức tạp. Nó được xếp loại cho những người trưởng thành. Những ý nghĩa và bài học của Rockstar gửi gắm trong nó yêu cầu bạn phải đạt đến một độ tuổi và có trình độ nhận thức nhất định để cảm nhận được nó. Cái sự ghê tởm của game này không thể chối cãi, nhưng mà đây không phải là sự ghê tởm gây ám ảnh, mà ngược lại, đây chính là cái món gia vị hấp dẫn khó cưỡng lại. Vì chính cái điều này nó sẽ càng trở nên tởm hơn nữa. Anh em Mọt Game có đồng ý như vậy không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.